Chào mừng quý vị đến với US Rent Future Group LLC, chuyên lo các dịch vụ di trú trọn gói EB3, EB5, L1, nơi gửi trọn niềm tin của mọi người. EB3, lao động định cư Mỹ, được thẻ xanh 10 năm, gia đình được đi theo. Điều kiện 18-55 tuổi, không cần tay nghề, không cần trình độ, không cần tiếng Anh. Điện thoại tư vấn 714-766-2881, Zalo 0909-625-905, email usrentfuturegrp@gmail.com. Thùy Linh xin kính chào và kính chúc sức khỏe đến tất cả quý vị đang theo dõi chương trình về EB3 của công ty US Right Future. Nhân mùa Vu Lan, Thùy Linh xin kính chúc tất cả những người mẹ, những đấng sinh thành, những bậc làm cha, làm mẹ trên toàn thế giới này được thân tâm luôn an lạc. Và nhân đây Thùy Linh cũng xin nhắc đến những bậc làm con, chúng ta hãy luôn luôn cố gắng làm tròn chữ hiếu để mà khi cha mẹ của mình còn sống thì chúng ta hãy làm những cái gì mà chúng ta nghĩ là thiết thực và làm cho cha mẹ mình vui lòng ngay cái lúc hiện tại, vì Thùy Linh nghĩ là cha mẹ của mình chính là những vị Bồ Tát sống trên thế gian này, vì đã sinh ra ta, đã cưu mang ta, cho ta những gì mà chúng ta cần thiết, cho ta những gì mà chúng ta mong ước, không ở đâu xa, chính là cha mẹ của chúng ta bên cạnh chúng ta hiện giờ nha quý vị. Ai còn mẹ, xin đừng làm mẹ khóc, đừng để buồn lên mắt mẹ, nghe chưa? Và nhân cơ hội này, Thùy Linh cũng xin gửi đến tất cả quý vị lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Và kính thưa quý vị, để trở lại chương trình EB3 lần này, Thùy Linh sẽ đem đến những gì cho quý vị. Thùy Linh đã hứa quý vị trước đây, trong một tháng nào đó, Thùy Linh sẽ nhân cơ hội trong một tháng đó, Thùy Linh sẽ có một cái chương trình đặc biệt. Thì hôm nay chương trình đặc biệt đó đã đến rồi. Chương trình đặc biệt là chương trình gì? Đối với quý vị đó là chương trình gì? Thùy Linh xin thưa tất cả quý vị là Thùy Linh đem đến món quà đầy ý nghĩa trong tháng 9, bắt đầu từ tháng 9. Tháng 9 cũng là một tháng đặc biệt đối với Thùy Linh, đó là tháng sinh nhật của Thùy Linh. Trong vòng một tháng, đó là tháng 9 năm 2024, quý vị nào đã nghe những video của Thùy Linh, đã có nhu cầu muốn mở hồ sơ, cũng như là đang tìm hiểu, và tháng 9 này sẽ là một cái tháng rất là đặc biệt. Thùy Linh sẽ có giá ưu đãi, giảm giá ưu đãi từ 5% cho đến 10%, tùy theo trường hợp, tùy theo hoàn cảnh, tùy theo hồ sơ mà Thùy Linh sẽ có giá ưu đãi đặc biệt đến tất cả quý vị. Bởi vì tháng 9 năm nay Thùy Linh đặc biệt đối với tất cả các khách hàng, cũng như là lời nói tri ân mà Thùy Linh cảm nhận được từ quý vị khách hàng đã quan tâm đến EB3 và đã tin tưởng Thùy Linh trong những tháng gần đây. Thùy Linh nhận được rất nhiều cuộc điện thoại từ khắp nơi, các tỉnh miền Nam Việt Nam chúng ta đã quan tâm đến EB3 và đã gọi điện không chỉ ở bên Việt Nam không, mà thậm chí ở bên đất nước Hoa Kỳ này cũng đã gọi điện đến Thùy Linh. Và bởi vì những thân nhân của những người còn ở bên Việt Nam đã quan tâm đến chương trình này, có những người quan tâm đến EB3 đã từ lâu rồi mà chưa có quyết định và chưa tìm được một cái nơi nào đáng tin cậy, và tự nhiên video của Thùy Linh đã pop up lên, và tự nhiên họ cảm thấy là ô, sau khi họ coi cái video Thùy Linh thì họ tự nhiên họ cảm thấy được một cái cảm giác gì đó gọi là thân thiện. Cái thứ nhất là thân thiện, cái thứ hai là mang đến cho họ cái độ tin cậy rất là cao, cho nên họ không ngần ngại và đã gọi điện đến Thùy Linh để xin tư vấn, để nhờ tư vấn cho thân nhân, những người thân yêu của họ còn ở bên Việt Nam. Ở Los cũng có, ở Nevada cũng có, ở Las Vegas cũng có, ở thậm chí ở Georgia cũng có, và những cái khắp tiểu bang, những cái tiểu bang khác cũng có quý vị. Họ quan tâm đến chương trình này và họ đang tìm kiếm một cái nơi nào đó, và họ đang tìm một cái hướng nào đó để mà họ muốn giúp đỡ thân nhân cũng như là con cái của họ và gia đình của họ, con cháu của họ còn ở bên Việt Nam, thưa quý vị. Bởi vì có những người mới vừa từ Việt Nam về đây, trong cái thời gian mà ở Việt Nam họ thăm thân nhân gia đình đó, họ thấy được cái cuộc sống quá cực khổ của những người ở bên Việt Nam, làm suốt ngày, quần quật suốt ngày, mà cái kinh tế thì lại quá eo hẹp, rất là chật vật. Trong khi đó, nếu mà so với thời gian làm việc ở bên Mỹ này với lại thời gian làm việc ở bên Việt Nam, thì so ra cái đồng lương thì ở bên Việt Nam rất là eo hẹp quý vị. Và
họ thấy được những cái cảnh thiếu thốn, thiếu trước hậu sau, làm thì khả năng làm thì nhiều, sức lực làm thì nhiều, nhưng mà đổi lại cái đồng tiền á, nó không là bao nhiêu so với khả năng của họ. Cho nên là chính vì cái lẽ đó, những người mà đã đi về thăm thân nhân của mình, biết được cái chương trình EB3 qua cái video của Thùy Linh, thì họ không ngần ngại đã gọi ngay cho Thùy Linh và được tư vấn, cũng đang tìm hiểu và đã gọi điện về thân nhân và chuẩn bị mở hồ sơ quý vị. Gia đình hoàn cảnh rất là khó khăn, họ đã gọi đến Thùy Linh và cũng đã nhờ tư vấn và rất là mong muốn được giúp cho con của họ có cái cuộc sống tốt đẹp hơn qua cái chương trình EB3 này. Có những người họ than thở, có những người họ phải bán nhà, có những người họ đang kêu để bán những mảnh đất, những mảnh vườn, có những người họ đang tính toán để làm sao cho đủ số tiền để mà có thể giúp cho con cái của họ để qua đây, để có một cái cuộc sống tốt hơn. Đó là những bậc làm cha làm mẹ luôn luôn nghĩ về con cái của mình. Đó là những cái điều mà trân quý, mà và là những cái cuộc gọi điện thoại mà Thùy Linh nghĩ là Thùy Linh rất là trăn trở trong những cái cuộc nói chuyện với lại những cái đấng sinh thành, những bậc làm cha làm mẹ mà có cái định hướng tương lai cho con cái của họ, mặc dù con cái của họ đã có gia đình rồi. Chính thưa quý vị, đã có gia đình, đã có những người con nữa mà cuộc sống bấp bênh quá, với lại hơn nữa họ đầu tắt mặt tối đó. Nói thì Thùy Linh rất là xúc động ha. Không hiểu sao mà đôi khi á, Thùy Linh tư vấn mà nhiều hoàn cảnh quá, nhiều cái hoàn cảnh làm cho bản thân của Thùy Linh cũng cảm thấy rất là đồng cảm. Và họ mong tìm được một cái họ mong tìm được một cái nơi mà để họ gửi gắm. Những cái cuộc nói chuyện của Thùy Linh đó là những cái story, những cái câu chuyện về những cái khách hàng tư vấn EB3 sau này, nó sẽ nó sẽ là những kỷ niệm đẹp và những cái câu chuyện đẹp về cái quá trình mà Thùy Linh làm cái dịch vụ EB3 này quý vị. Có những người họ không có sẵn tiền và họ cũng mong muốn thay đổi cuộc đời, họ mong muốn thay đổi cuộc sống cho bản thân họ cũng như gia đình họ, và họ gọi điện cho Thùy Linh với một cái mong hy vọng là Thùy Linh là một cái nơi cho họ đặt niềm tin trọn vẹn. Cho nên Thùy Linh sau khi mà tư vấn xong, Thùy Linh có những nỗi vui khi mà họ cảm thấy, mình cảm thấy họ có khả năng, có những cái nỗi buồn quanh quẩn đâu đó mà Thùy Linh cảm thấy là rất là ái ngại và e dè. Đôi khi mình tư vấn như vậy cũng không có mong cầu gì họ mở hồ sơ đâu quý vị. Thực sự mà nói, nếu mà thực sự có đủ khả năng thì nên mở, và không đủ khả năng thì đừng nên mở. Tại nếu mà quý vị mở hồ sơ mà quý vị phải cầm cố cái nhà của mình, hoặc là phải bán cái nhà hiện tại để mà trong vòng vài năm cầm cự để kiếm một cái vé, một cái đường để mình đi qua đây, với cái hy vọng là không có bị gạt. Thùy Linh không biết nói làm sao, không lẽ bây giờ mình khuyên mọi người là nếu mà khó khăn quá thì đừng có mở hồ sơ. Mà như vậy thì vô tình mình làm mất đi cái cơ hội cho họ, đúng không? Mà nếu mà khuyến khích họ mà để mà ô không sao đâu, cứ bán cái nhà đi, rồi bán cái đất đi, rồi cầm cái nhà, cầm mảnh vườn đi vay tiền để mà mở hồ sơ thì thiệt là tội nghiệp quá. Thôi để trở lại cái tin vui, tin đặc biệt cho ngày hôm nay cho mọi người nha. Thùy Linh đem đến cho quý vị tin đặc biệt ngày hôm nay, đó là bắt đầu từ tháng 9 này, Thùy Linh sẽ có giá ưu đãi từ 5% cho đến 10% tùy theo trường hợp, tùy theo số lượng hồ sơ mở cho mỗi gia đình của mình, thì Thùy Linh sẽ có cái mức độ cũng như là chương trình giảm giá ưu đãi cho tất cả những ai muốn mở hồ sơ trong vòng tháng 9 nha quý vị. Thì quý vị hãy gọi điện cho Thùy Linh, thì câu đầu tiên quý vị phải nói là Happy Birthday Thùy Linh nha. Thùy Linh bắt đầu á, là mới có cái chương trình ưu đãi cho mọi người ha. Tại là bởi vì Thùy Linh là sinh tháng 9
cho nên là trong vòng tháng 9 này Thùy Linh mới có giá ưu đãi. Cũng Thùy Linh cũng nhân cái cơ hội này muốn giảm giá cho mọi người, để cho mọi người vui, Thùy Linh cũng vui và cũng giảm bớt phần nào cái chi phí đóng phí cho tất cả quý vị. Hy vọng là cái tin vui này sẽ được mọi người hưởng ứng, được tất cả mọi người hưởng ứng hen. Những ai mà đã có quan tâm và đang chuẩn bị tin tưởng Thùy Linh và muốn mở hồ sơ Thùy Linh thì đây là cơ hội đặc biệt dành cho tất cả quý vị ha. Thùy Linh xin nhắc lại là cái chương trình ưu đãi là chỉ trong vòng tháng 9 thôi nha. Tháng 10 cũng không được nha quý vị. Cho nên là chúng ta hãy quyết định nhanh chóng để chúng ta có thể mở hồ sơ và được cái giá ưu đãi từ phía công ty US Right Future. Đó là chính là Thùy Linh là giám đốc của công ty và sẽ có cái quyết định ngày nha quý vị. Chúng ta sẽ từ từng trường hợp của chúng Thùy Linh có giảm ưu đãi cho quý vị từ 5-10% ha. Cũng khá nhiều chứ không có ít đâu nha quý vị. Nói về những ai mà đã mở hồ sơ, thực sự ra mà nói cái công việc này á, cái công việc là đa số là về lao động phổ thông, là về chân tay, cho nên là không cần trình độ, không cần tiếng Anh. Nhưng khi chúng ta đã định hướng, chúng ta đã có cơ hội đi qua sống ở nước Mỹ thì chúng ta khi mà mở hồ sơ rồi thì chúng ta nên bắt đầu cũng hành trang cho mình một mớ kiến thức về Anh ngữ nha quý vị. Nên học tiếng Anh. Nếu mà chúng ta không có tiện đi học ở trường, ở lớp thì những cái YouTube, những người mà họ hướng dẫn cho mình những cái tiếng Anh căn bản trên YouTube, trên các nền tảng xã hội hiện tại giờ ai cũng đã có cái YouTube, ai cũng đã biết là những nền tảng bây giờ nó rất là thông dụng và rất là thiết yếu cho mọi người. Chúng ta cũng nên học để mà chúng ta có cái căn bản vốn liếng Anh ngữ khi chúng ta bắt đầu cuộc sống mới. Tại vì khi mà chúng ta ở nước Mỹ thì chúng ta phải nói tiếng Anh, đúng không? Cho nên là đó là cái nhu cầu cần thiết, cho nên chúng ta đôi khi chúng ta cũng nên học bắt đầu từ bây giờ nha quý vị. Nếu chúng ta định hướng để mà cuộc sống ở Mỹ này trong tương lai, chúng ta nên học Anh văn, ít nhiều cũng phải có căn bản nha quý vị. Căn bản để chi chúng ta có thể qua đây chúng ta lái xe, đường xá chúng ta không biết, rồi chúng ta cũng phải căn bản đi chợ mua món hàng này món hàng kia, đi supermarket hoặc là chúng ta đi mall chúng ta cũng phải biết cái món hàng đó, rồi chúng ta hỏi giá cả bao nhiêu, cũng như là về thư từ này chúng ta cũng phải nên biết nha. Thứ nhất là đường xá, những cái câu Anh ngữ thông dụng nha, chúng ta cũng nên học. Bây giờ trên cái YouTube đã có rất là nhiều người dạy, họ dạy miễn phí thì tại sao chúng ta không học, đúng không ạ? Chúng ta cố gắng học nha quý vị, nghe một ngày một ít, một ngày một ít, từ từ chúng ta hả có cái năng khiếu học Anh văn thì chúng ta học nhanh chút, không có năng khiếu thì chúng ta học, và người ta học một năm thì chúng ta học hai năm chúng ta cũng bằng họ thôi nha. Nhưng mà chúng ta hãy cố gắng có một số vốn liếng Anh ngữ sơm thai, đôi khi chúng ta đi phỏng vấn chúng ta cũng sẽ gặp những trở ngại khi mà sẽ đi phỏng vấn nha quý vị. Cho nên là khi mà đã quyết định là chúng ta có cái cơ hội, có cái vé đi nước ngoài định cư thì chúng ta phải bắt đầu ngay từ bây giờ ha. Rồi, đó là Thùy Linh nhắc nhở nha. Mặc dù công việc của chúng ta không cần phải tiếng Anh, nhưng khi chúng ta đi qua Mỹ thì chúng ta cũng nên có một số vốn liếng căn bản nha quý vị. Thùy Linh xin nói thêm về cái phần này. Cái phần chúng ta nộp lên Bộ Lao động để được cấp LC đó quý vị, Labor Certification đó, không phải là dễ được cấp đâu nha quý vị. Rớt lên rớt xuống trở ngại rất là nhiều. Không phải luật sư nào cũng có thể nộp đơn lên và cũng được cấp visa. Không phải trường hợp nào chúng ta có cái hãng bảo trợ chúng ta đều được pass qua cái gọi là được cấp LC nha quý vị. Nó rất là khó khăn. Cho nên là bởi vậy Thùy Linh hay nói là phải tìm đúng một cái nơi mà họ có cái khả năng. Có cái khả năng đây là họ chuyên về luật sư di trú và họ chuyên về rất là nhiều cái hồ sơ, họ nộp lên họ có kinh nghiệm, họ có thể biết cách để mà giúp cho chúng ta để mà vượt qua được cái bước thứ nhất, đó là Bộ Lao động, để được chúng ta được cấp cái LC, chúng ta được Bộ Lao động approve để chúng ta có cái LC, rồi chúng ta mới bắt đầu đi lên sở di trú nha quý vị. Tại sao quan trọng như thế này? Để Thùy Linh nói quý vị là có hàng ngàn người lao động phổ thông mỗi năm đều gặp phải sự từ chối thị thực theo mục 212A, 5A của đạo luật di trú và nhập tịch, gọi tắt là INA, có nghĩa là tiếng Việt là
NA đó quý vị. Quy trình EB3 thường khá là đơn giản, nhưng vai trò của lãnh sự trong quá trình cấp visa có thể tạo ra rủi ro lớn nếu không được xử lý đúng cách, có thể dẫn đến tỷ lệ từ chối thị thực rất là cao nha. Việc bị từ chối theo đạo luật này có thể là một cú sốc lớn cho quý vị sau nhiều năm chờ đợi nha. Thông tin chính là các loại từ chối. Lãnh sự có thể từ chối visa vì nhiều lý do như bằng chứng không đầy đủ nè, thay đổi trong công việc, nghi ngờ về tính hợp pháp của công việc và mối quan hệ cá nhân với công ty bảo trợ ha. Sự can thiệp quá mức đó là gì? Vai trò của lãnh sự thường bị giới hạn trong việc xác minh tính hợp pháp của hồ sơ. Tuy nhiên, nhiều khi họ cho rằng Sở Lao động, gọi tắt là USDOL, và Sở Di trú, gọi tắt là USCIS, quá dễ dãi trong việc cấp giấy tờ pháp lý, dẫn đến sự xem xét không công bằng và những tiêu chuẩn cao hơn bình thường. Những lý do từ chối như sau. Một số lý do phổ biến bao gồm việc ứng viên không đủ trình độ tiếng Anh, có sự thay đổi đáng kể trong hồ sơ hoặc nghi ngờ rằng công việc là một chiêu trò để tạo việc làm giả ha. Không có miễn trừ. Không có việc miễn trừ cho các quyết định được đưa ra theo mục 212A, 5A, nên việc khiếu nại ngay lập tức là cực kỳ quan trọng nếu các quyết định này thiếu cơ sở thực tế hoặc pháp lý. Đó là những thông tin rất là quan trọng nha quý vị. Bên luật sư di trú là rất là quan trọng khi mà họ biết cách hoặc là họ có nhiều năm kinh nghiệm trong cái quá trình xử lý hồ sơ để làm sao cho chúng ta pass qua được cái LC, làm sao pass qua được cái I-140 để chúng ta có thể đi đến con đường phỏng vấn. Thì cái quá trình này là phải nhờ đến khả năng giỏi về của những bên luật sư di trú, là Thùy Linh nói vậy. Không phải công ty nào, luật sư nào cũng có thể khả năng này nha quý vị. Bộ Lao động xét duyệt là xét căn cứ vào quá trình của bên tuyển dụng, đó là cái người bảo trợ cho mình. Hãng tuyển dụng phải rất là lớn, hãng tuyển dụng phải có nhiều năm hoạt động, hãng tuyển dụng phải có sự uy tín, hãng tuyển dụng phải có cái sự mà gọi là tuyển dụng người rất là nhiều trong những năm họ xét rồi họ thấy được, rồi trong cái quá trình mà gọi là cuối năm họ khai thuế như thế nào, đó là những cái giấy tờ liên quan cần thiết. Và bên Bộ Lao động họ xét rất là kỹ về cái những cái nhà tuyển dụng này, cho nên chứ chúng ta đâu có gì đâu để cho họ xét họ hỏi, đúng không? Quan trọng là cái nhà tuyển dụng của mình và quan trọng là cái khả năng của bên luật sư di trú đó quý vị. Cho nên bên công ty US Refuger rất là mừng khi mà được kết hợp với lại bên luật sư di trú có nhiều năm kinh nghiệm. Và như thế này Thùy Linh nói đó, họ sẽ bảo đảm cho mình sẽ được đi đến con đường phỏng vấn, thưa quý vị. Đó là tin vui mà Thùy Linh hân hạnh được gửi đến cho tất cả quý vị ha. Cho nên chúng ta hãy an tâm về cái phần này. Nguyên tắc để khi chúng ta đi đến lãnh sự quán để phỏng vấn về xin cái visa EB3 như sau. Theo nghiên cứu của Albert Mehrabian, 55% và 38% thành công của chúng ta trong giao tiếp phụ thuộc lần lượt vào ngôn ngữ, hình thể và tông giọng của chúng ta nha. Điều này cũng rất phù hợp khi quý anh chị đi phỏng vấn với Sở Di trú USCIS. Dưới đây, công ty chúng tôi sẽ đề xuất ra 4 nguyên tắc khi trả lời câu hỏi nhằm nâng cao khả năng thành công khi phỏng vấn của chúng ta nha. Thứ nhất, hãy giữ một thái độ tự tin và tránh bị mang tâm lý hồi hộp. Thái độ tự tin giúp bạn tạo ấn tượng mạnh mẽ và tích cực đối với nhân viên di trú. Nó cho thấy bạn nghiêm túc và chuẩn bị kỹ lưỡng cho buổi phỏng vấn. Khi bạn tự tin, bạn sẽ ít bị ảnh hưởng bởi sự căng thẳng và lo lắng, giúp bạn trả lời câu hỏi một cách rõ ràng và chính xác hơn. Đồng thời, nó cũng thể hiện rằng bạn đủ khả năng và năng lực để đáp ứng yêu cầu công việc và thích nghi với môi trường mới. Nguyên tắc thứ hai, nụ cười. Nụ cười sẽ tạo nên bầu không khí thoải mái. Một nụ cười thân thiện có thể phá tan không khí căng thẳng và giúp buổi phỏng vấn trở nên dễ chịu hơn cho cả bạn và nhân viên di trú. Nụ cười không chỉ giúp bạn gây thiện cảm và thể hiện rằng bạn là người dễ gần và hòa đồng, mà nó cũng là một hình thức giao tiếp không lời giúp bạn thể hiện sự cởi mở và tích cực. Nguyên tắc thứ ba, thẳng thắn và trung thực là điều tối quan trọng khi phỏng vấn. Trung thực là yếu tố quan trọng
để tạo lòng tin với nhân viên di trú. Họ cần biết rằng thông tin bạn cung cấp là chính xác và đáng tin cậy. Nói dối hoặc cung cấp thông tin sai lệch có thể dẫn đến hậu quả nghiêm trọng, bao gồm việc bị từ chối visa hoặc cấm nhập cảnh trong tương lai. Trung thực và thẳng thắn không chỉ là yêu cầu trong buổi phỏng vấn mà còn là phẩm chất quan trọng trong môi trường làm việc chuyên nghiệp tại Hoa Kỳ. Nguyên tắc thứ tư, nhìn thẳng vào mắt nhân viên di trú khi trả lời các câu hỏi. Nhìn thẳng vào mắt người đối diện khi trò chuyện thể hiện sự tôn trọng và lắng nghe chân thành. Giao tiếp bằng mắt giúp tạo ra sự kết nối giữa bạn và nhân viên di trú, làm cho buổi phỏng vấn trở nên thân thiện và dễ chịu hơn. Không chỉ vậy, việc nhìn thẳng vào mắt khi trả lời câu hỏi giúp bạn trông tự tin và chân thật hơn, giảm bớt sự nghi ngờ của nhân viên di trú về lời nói của bạn. Đảm bảo các yếu tố trên không những giúp tăng cơ hội cho chúng ta thành công trong cuộc xin visa EB3 mà chúng ta còn thành công trong những cuộc phỏng vấn về xin visa đi du lịch hoặc xin visa đi du học v.v. nha quý vị. Đó là những thông tin Thùy Linh nghĩ rất là cần thiết và cho chúng ta cần phải có sự chuẩn bị rất là chu đáo cho trong tương lai chúng ta khi mà đi phỏng vấn xin visa các diện bảo lãnh cũng như là những cái cuộc phỏng vấn trong tương lai mà chúng ta gặp phải ha. Tự tin, nụ cười cũng như là chúng ta thẳng thắn trả lời thành thật, nhìn thẳng vào mắt đối phương để chúng ta trả lời, và nụ cười sẽ đem đến cái bầu không khí hòa nhã hơn, thân thiện hơn để giúp cho chúng ta thành công hơn trong các cuộc phỏng vấn trong tương lai nha quý vị. Và hôm nay Thùy Linh đem đến cho quý vị những sự lời lạc trong những cái chương trình mà Thùy Linh vừa nêu ra. Thứ nhất là về tháng 9 này quý vị nên mở hồ sơ đối với công ty US Travel Future, chúng ta sẽ có những ưu đãi lớn ha. Cái thứ hai là những cái căn bản mà Thùy Linh vừa mới trình bày cho quý vị, và hơn nữa chúng ta hãy tự tin lên, và chúng ta nếu đã mở hồ sơ rồi thì chúng ta hãy tự tin ha, đừng có căng thẳng quá sẽ làm cho chúng ta chùn bước và sẽ làm ảnh hưởng đến những người thân trong gia đình của chúng ta nha quý vị. Và một lần nữa Thùy Linh xin gửi lời chào và gửi lời chúc sức khỏe đến tất cả quý vị. Mong gặp lại quý vị trong tương lai gần ha. Cảm ơn quý vị đã theo dõi suốt chương trình này. Chào mừng quý vị đến với US Travel Future Group LLC, chuyên lo các dịch vụ di trú trọn gói EB3, EB5, L1, nơi gửi trọn niềm tin của mọi người. EB3, lao động định cư Mỹ, được thẻ xanh 10 năm, gia đình được đi theo. Điều kiện 18-55 tuổi, không cần tay nghề, không cần trình độ, không cần tiếng Anh. Điện thoại tư vấn 714-766-2881, Zalo 0909-625-905, email usprefuturegrp@gmail.com. Nhớ mẹ hiền, con đâu ngủ được. Nơi quê nhà, chắc mẹ không vui. Đây quê người, nhớ mẹ nào nguôi. Thương hình dáng mẹ, xa xôi phương trời. Nhạc phẩm Mưa chiều nhớ mẹ, sáng tác của Hoàng Quang Huế, qua tiếng hát của ca nhạc sĩ Thùy Linh. Nhớ mẹ hiền con đâu ngủ được. Nhớ hôm nào mẹ dắt con thơ bước đến trường trời đổ cơn mưa. Con cầm tay mẹ âu lo đợi chờ. Nhớ mẹ hiền biết bao kỷ khổ phong ba. Nhớ những chiều bên mẹ bên cha, niềm vui êm ấm một mái nhà. Mưa chiều giang xứ xa xôi, thương đời lữ thư đơn côi. Thương mẹ tóc trắng sương mai, mòn mỏi mong con từng đêm dài.
lắm rồi mà vẫn đôi nơi. Đây quê người lòng nhớ không nguôi, mưa chiều nhớ mẹ quạnh hiu bên đời. Phong ba nhớ những chiều bên mẹ bên cha, niềm vui êm ấm một mái nhà. Mưa chiều viên xứ xa xôi, thương đời lư thứ đơn côi, thương mẹ tóc trắng sương mai mòn mỏi mong con từng đêm dài. Nhớ mẹ hiền con đâu ngủ được, bao năm rồi mà vẫn đôi nơi. Đây quê người lòng nhớ không nguôi, mưa chiều nhớ mẹ quạnh hiu bên.